là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Nhưng hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đến với chủ đề WinMix. Và chắc chắn rằng chủ đề lần này nó sẽ đặc biệt hơn. Chúng ta hãy cùng làm về những cái look để dành cho những mẹ bầu. Đợt này thì Linh cũng đã bước vào một chặng đường mới. Đấy là chuẩn bị trở thành mẹ. Và trong cái quá trình mà có bầu như thế này thì chắc chắn rằng thời trang cũng là một cái mà Linh rất là quan tâm. Chẳng nhẽ bây giờ lại mặc như bình thường đúng không mọi người? Chúng ta phải có rất là nhiều phong cách. Thì ở trong cái video ngày hôm nay Linh đã lựa chọn một cái phong cách. Đấy là phong cách giống như kiểu mấy cái chị hot girl ở bên Mỹ mà người ta có bầu ấy mọi người. Xong rồi là họ sẽ thường mặc những cái đồ bó rất là nhiều. Nó sẽ rất là khác với cả những phong cách như kiểu là ở Việt Nam hay là Hàn Quốc. Và hy vọng là mọi người sẽ thích cái style này. Và Linh sẽ đem đến cho mọi người khoảng tầm 8 look mà có thể là linh hoạt mặc ở nhà và mặc ở ngoài đường. Nếu mọi người thích cái video này đừng quên lại cho Linh một like và ấn follow nha. Chúng ta bắt đầu vào video luôn nhé. Set đầu tiên thì chúng ta sẽ có đấy là một set váy đen, cốt tông. Và cái set này thì mọi người thấy rằng là chất liệu của nó rất là mát, thoáng, mọi người có thể hoàn toàn mặc ở nhà được. Thậm chí là chúng ta có thể mặc đi ra ngoài đường luôn. Cái váy này nó sẽ có rất là nhiều màu và Linh nghĩ rằng mọi người nên chọn những cái màu mà nó kiểu trung tính, hoặc là những cái màu nó đen hoặc là màu kiểu xám hẳn ý. Nhìn bụng mình nó sẽ đỡ bị lộ nhiều và cũng không bị lộ khuyết điểm trên cơ thể. Giả sử như khi mà mọi người kiểu người mình nó hơi bị to ở phần vai quá hay là nhiều mỡ quá chẳng hạn, hoặc chân to chẳng hạn, thì mình mặc màu đen trông nó cũng sẽ thon gọn hơn. Linh thì rất là hay mặc cái váy kiểu như này ở nhà luôn tại vì nó rất là thoáng và thoải mái. Chiếc váy này thì Linh cũng mua của một local brand của Việt Nam ở trên Shopee và giá của nó là khoảng tầm 320.000 mọi người nhá. Chất váy bằng cốt tông thế nên là giá nó sẽ cao hơn một xíu nha. Mọi người mà mua những cái chất váy mà nó bị đểu ấy thì rất là dễ sẽ bị ngứa người đấy. Set thứ hai thì chỉ cần mix thêm với cả một chiếc áo sơ mi của Zara. Chiếc áo này thì cũng đã rất là quen thuộc trong các video của Linh rồi. Áo mà oversize thì nó rất là dễ mix để trông cơ thể của mình nó được thon gọn. Và áo này thì Linh mua của Zara nha mọi người. Mình cũng mua rất là lâu rồi, khoảng tầm 400-500 thôi. Nhưng mà thực ra mặc được rất là lâu và rất là nhiều dịp nha. Bộ thứ ba chúng ta sẽ có đấy là một chiếc váy len sát nách ôm body. Cái váy này thực sự là nó siêu hot mọi người ạ. Và gần như là mẹ bầu nào cũng nên có một cái. Linh thì Linh cũng rất là thích cái phong cách là mình mặc ôm vào, nhìn người mình nó sẽ gọn hơn và trông nó sẽ kiểu sexy hơn. Kiểu mình vẫn bầu nhưng mà không mất đi vẻ quyến rũ ấy mọi người. Váy này thì Linh mua với giá là 450k nha mọi người. Mọi người có thể mua ở cái link mà Linh sẽ đặt ở dưới phần description, chị em có thể vào để xem và mua thử nhá. Với còn look thứ tư ấy, mọi người sẽ thấy rằng là nó khá là giống như cái look thứ một. Đấy là mình chỉ cần khoác thêm một cái áo ở bên ngoài vào thì cũng đã làm cho cái cơ thể của mình nhìn nó khỏe khoắn hơn rồi và đi ra ngoài nhìn rất là xinh. Mình có thể đi cùng với một đôi dép mùa hè hoặc là một cái đôi giày thể thao thì nhìn cũng rất là xinh nha mọi người. Thế nên là tùy chị em có thể lựa chọn nhá. Chiếc áo này thì Linh cũng mua ở Zara luôn và giá của nó sẽ rơi khoảng tầm 2-3 triệu. Nhưng mà Linh cũng đã mặc rất là nhiều lần rồi, mặc của mùa thu cả mùa đông. Và cái thời tiết này là mùa hè, tuy nhiên rằng chị em, tất cả những mẹ bầu theo Linh là vẫn nên mang theo một cái áo khoác như thế này để ra ngoài đường tại vì cơ thể của mình nó sẽ yếu hơn ấy mọi người. Nên là mình có một cái áo như thế này thì nó cũng sẽ giữ ấm cho cơ thể mình nó rất là tốt. Set số 5 thì sẽ phong cách kiểu nó sporty hơn một tí. Mọi người sẽ có một chiếc áo crop top và chúng ta sẽ có thêm với cả một cái quần kiểu như quần gió ấy mọi người. Cái này thì mình có thể mặc đi tập gym này hoặc là mình có thể mặc ra đường đi uống cà phê rất là xinh. Thực ra thì ở Việt Nam mình Linh thấy rằng là mọi người không có chuộng lắm hoặc là không có nổi lắm cái việc mà mặc hở bụng khi mà mình có bầu. Tại vì là cũng có rất nhiều quan điểm liên quan đến nó hơi cổ hủ ấy mọi người. Là mọi người sợ rằng là nếu mà hở bụng ra thì nó sẽ có thể là kiểu không tốt cho em bé này. Rồi là nói chung là nó rất là nhiều vấn đề ấy mọi người. Nhưng mà ở bên Mỹ thì Linh thấy rằng là mọi người thì khi mà có bầu ấy rất là muốn khoe ra là mình có bầu ấy. Thì đây cũng là một cái look cực kỳ cơ bản luôn mà Linh nghĩ là nó không bị quá lố. Nó không phải kiểu quá hở, mọi người chỉ mặc mỗi cái bra không. Thế nên là nếu mà bạn nào mà mọi người muốn thử thì cũng có thể thử được cái look này. Và mình có thể nếu mà mình ngại đi ra ngoài đường chẳng hạn thì có thể mặc cái này đến phòng tập gym cũng rất là ok. Hoặc là mình có thể là mặc đi chụp ảnh xung quanh khu nhà của mình cũng được. Rất là xinh nha mọi người. Set tiếp theo mà chúng ta có thì là một set Linh rất là thích và kiểu là favorite của mình luôn. Và Linh nghĩ rằng là chị em nào mà theo phong cách kiểu elegant, lịch sự thì mọi người sẽ đều thích. Đấy chính là một chiếc váy xếp ly dáng dài. Cái váy này có một cái đường cắt out rất là đẹp. Và khi mà Linh mặc lên thì Linh cảm thấy rằng là trông nó rất là nhẹ nhàng, tinh tế ấy, mọi người, mà không cần phải là mix thêm với quá nhiều phụ kiện. Lúc mà Linh mặc cái váy này ngồi livestream thôi nhé mọi người, mà cũng có rất là nhiều bạn hỏi là cái váy này mua ở đâu. Tại vì trông là nhìn trên người của mình ấy, nhìn nó sẽ rất là xinh. Cái váy này khi mà mọi người mặc ấy thì Linh có thể mix kèm với cả phụ kiện nha mọi người, hoặc là mix kèm với cả một cái vài cái túi để trông càng thêm thanh lịch hơn. Giá của chiếc váy này cũng không có rẻ nhưng mọi người, nó là khoảng tầm 400k. Tuy nhiên thì Linh thấy rằng là chất váy của cái này thì nó hơi mỏng một xíu nên chị em sẽ cần phải mặc một cái áo lót ở trong. Nếu không thì nó sẽ bị lộ và mặc thêm cả quần lót bầu nữa nha mọi người. Nó cảm giác là khá là dễ bị lộ hàng ấy. Look số 7 thì đây là một cái look màu mà nó sẽ hơi hồng một xíu.
đợt này thì mọi người biết là Linh có bầu là con gái rồi, nên là Linh cũng rất là hay mix màu hồng ở trong những cái bộ mà quần áo của mình. Với cả một cái áo phông đơn giản màu hồng như thế này thì mọi người cũng sẽ chỉ cần mix với cả một cái quần đơn giản thôi. Cái quần này nó rất là hay nha mọi người, nó sẽ có cái phần ở bên trên dành riêng cho bà bầu. Và chị em nào mà đang có bầu thì rất là nên mua cái quần này. Đây là một cái must have items mà chắc chắn là các chị em bầu bí thì đều nên có, nó cực kỳ thoáng mắt cho mọi người luôn. Và mix lên có một look siêu xinh. Cái này mà có thể là mặc như bình thường, mặc thả xuống, hoặc mình có thể là quấn lên một chút nhìn cho nó hơi hở bụng để trông nó kiểu cá tính hơn nha. Giá ở chiếc quần này nó cũng sẽ rất là rẻ nha mọi người, có thể ứng dụng được trong thời kỳ mình mang bầu từ tháng thứ 5 trở đi. Giá chỉ có 200.000 thôi, mặc cực kỳ mát và thoải mái nhá. Set cuối cùng ngày hôm nay là set cực kỳ sporty, mình có thể mặc đi tập gym mà mình cũng có thể mặc đi cà phê bạn bè, và Linh cũng thử ứng dụng set này rất là nhiều để đi chơi. Mọi người sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có một cái sport bra với cả vẫn là cái quần lúc nãy luôn. Chúng ta sẽ khoác thêm cái khoác mà giống như của Linh đang khoác ở đây thì sẽ khiến cho mọi người có cảm giác là cực kỳ năng động và thoải mái, không gây khó chịu cho mình. Ví dụ khi mà mọi người mặc không cái sport bra mọi người đi ra đường ấy thì đương nhiên chị em mà có bầu sẽ cảm thấy khá là ngại. Nhưng mà khi mà mình khoác thêm một cái áo như này nữa thì tất cả những cái kiểu là hở hàng bên trong ấy nhìn nó sẽ kín đáo hơn rất là nhiều luôn. Cái áo này nó cũng sẽ rất là hay, làm cái sport bra này nó khá là rộng cho mọi người luôn, và nó sẽ có cái đóng ở đằng sau chứ không phải là chui đầu vào, nên là nó sẽ cảm giác khá là thoải mái. Bên cạnh đấy nó sẽ có thêm một cái cúc cho mọi người để mình có thể mở ra. Ví dụ như sau này mọi người mà có em bé, mình có thể mở cái đấy ra để mình cho con bú. Và thực ra là với những cái bạn mà con có bầu ấy, kể cả áo lót hay là sport bra thì Linh cũng rất là khuyên mọi người must have là phải mua những cái loại như thế này. Chứ nếu không ấy, mọi người mua mấy cái loại mà chui đầu hoặc là mua những cái loại mà nó không có cái dây mở như vậy ấy, thì thường là áo của nó sẽ rất là chật và cái form của nó nhìn nó sẽ rất là nhỏ. Mà mình khi mà có bầu ấy, xu hướng là ngực nó sẽ rất là to và sẽ thường có những bạn nó quá khổ luôn. Vì vậy mà mọi người sẽ rất nên chú ý về cái độ thoải mái, co giãn của sản phẩm khi mà chúng ta mặc nhá. Chiếc áo này của Linh thì Linh mua với giá là 280k nha mọi người, và có rất là nhiều màu mọi người có thể lựa chọn nhé. Vừa rồi chúng ta cùng nhau đi hết về một video WeMix, mọi người thấy rằng chúng ta có rất là nhiều look must have item dành cho mẹ bầu. Và chắc chắn rằng là trong video này cũng là những sản phẩm cần thiết nhất mà chị em nào mà muốn đi theo style kiểu hơi mỹ một tí và nó hơi ôm eo body một tí thì mọi người sẽ rất là cần thiết đấy. Hẹn gặp mọi người trong những video lần sau, và ở tập WeMix tiếp theo chúng ta có thể làm một cái phong cách mà hơi Hàn Quốc hơn một xíu nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và đừng quên là ấn subscribe channel Bác Linh, cũng như theo dõi kênh Linh ở trên TikTok, Instagram, Facebook. Ngày ra Linh có một rút tiền mà tiền tốn điện phải về để theo dõi kênh của em. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.